hai đội đứng bám lưới giao lưu kèo tí này, bắt tay tí nào. À đang quay nữa hả? Hai đội giao lưu trong 3 xét, đội nào thắng 2 sẽ thắng trận. Bên phải của chúng ta đội áo vàng và thân đen là đội nữ cao nhân. Vừa bên trái chúng tôi là quần áo tùm lum nên là đội Kỳ Sơn. Nghe tùm lum cả thì thua số của không. Đúng rồi, bóng đây, bóng cái này. Bóng này hai cái đài của mình bên trong. Đánh thử ba quả đội nào thắng này trước sẽ tính điểm trước. Đây nó không bị chói. Hai cái đài. Cứ để giao lưu cho sáng. Đây này, cột đây này. Không có. Không phải. Trận đánh bắt đầu. Không đều phát bóng dành cho lứa cao nhân. Nữ đây đánh 15 phút một quả hướng mà cứ đánh thoải mái đi. Nhảy lên. Về ngay. Bóng đánh trong sân. Điểm cho nữ Kỳ Sơn 1-0. Bóng sắp vít ra ngoài. Điểm cho con nhân 1-0. Bóng bê ra ngoài. Bóng đẹp tốt. Điểm cho Kỳ Sơn 2-1. Hấp luôn. Quá nữa. Sao đứng được đấy. Tiếp tục quả thứ 3. Bóng đánh đá hỏng. Điểm Kỳ Sơn 3-1. Cứ bình tĩnh. Bóng đánh vào tay mất rồi. Điểm cho con nhân 2-3. Bóng đánh không qua đấy. Điểm 3-0. Cao lên. Rồi chẳng cây rồi. Bóng điểm Kỳ Sơn. Đường nước. Quả mới là tốt như hôm nay đánh rồi. Bóng điểm Kỳ Sơn 4-3. Quả này đẹp.
Bóng không qua lưới. Điểm kỳ sư 5-3. Hay quá, được tranh nhau. Điểm cá nhân 4-5. Bóng vừa đẹp. Điểm kỳ sư 6-4. Bóng đẹp hết. Điểm kỳ sư 7-4. Hai vị kìa. Bóng đá bóng hồng, kỳ sân đá hồng, điểm cho cá nhân 5-7. Không việc cọc, không việc gì. Không, chưa cọc. Bóng kỳ sân 8-5. Bóng bê đẹp, điểm kỳ sơn 9-5. Cao lên. Không cứu nổi đây. Điểm kỳ sơn 10-5. Kéo cùn, kéo cùn. Đẹp quá. Vặt đi. Đang rồi. Lịch bình thường. Bên nào chạm đã được vẫn cứ được. Bóng đánh đẹp. Điểm kỳ sơn 12-5. Đây rồi. Bóng đánh hỏng, điểm 6-12. Sẽ khó quá nhỉ. Bóng sân vít đẹp. Điểm 7-12 cho cá nhân. Bóng đập đẹp. Điểm kỳ sơn 13-7. Hôm nào tối cái phải đập ngay nhá. Có bóng tối là bị bật ngay. Bóng đã hỏng. Điểm cho cá nhân 8-13. Bình tĩnh nha. Đáp đôi. Trong đấy phải từ tầm 8 giờ. 8 giờ chín trước. Trước cánh bảy ra. Bóng đánh không qua.
điểm Trường Kỳ Sơn 14-8. Bóng đánh đẹp. Điểm cho Cao Nhân 94. Bóng đánh hỏng. Điểm cho Kỳ Sơn 15-9. Đánh bóng hỏng điểm cho Kỳ Sơn 16-9. Điểm cho cá nhân 16. Quá tuyệt rồi, đánh bóng đẹp. Đây đây bóng đây. Đánh bóng không có lưới. Điểm Kỳ Sơn 18-10. Đánh bóng đẹp. Điểm 19-10. Đẹp quá. Đặt lưới. Kỳ Sơn đánh bóng mỏng. Điểm 11-19. Đang rồi. Đang rồi. Quá đẹp. Kỳ Sơn đánh bóng mỏng. Điểm cá nhân 12-19. Kỳ Sơn đánh bóng đẹp. Điểm 20-12. Kỳ Sơn đánh bóng hỏng. Điểm cá nhân 13-20. Đánh bóng không qua lưới. Điểm cho cá nhân 14-20. Cố lên. Đến đây. Tiếp tục. Đuối sức lắm rồi. Điểm cho cá nhân 15-20.
Chịu rồi.